tốc độ loát nhanh rồi khi chúng ta hát chúng ta không bị quảng cáo rồi chip giải mã âm thanh chúng ta nghe sẽ hay hơn rất là nhiều Trường Thành Audio uy tín hàng đầu âm thanh tuyệt hảo Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu và ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với Trường Thành Audio chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái mẫu đầu ở karaoke liên màn hình đến từ thương hiệu BTE rất là hot và thực sự chúng tôi đánh giá rất là cao đây là một mẫu đầu karaoke rất là tiện sử dụng ở trong rất nhiều những nhu cầu khác nhau, nha mọi người từ kinh doanh karaoke quý vị này cho đến nhu cầu cá nhân. Vậy thì đây là một cái mẫu ở đầu liền màn mà hiện nay có thể nói được rằng là đang đứng top trên thị trường được phát triển toàn bộ từ thương hiệu bte. Nhắc đến trong lịch sử thì chúng ta cũng biết rằng bte là một trong những thương hiệu sản xuất đầu karaoke nổi tiếng và top một Việt Nam nha mọi người. Vậy thì với phiên bản đầu liền màn à, bte e 608 này thì nó được à, tích hợp rất nhiều à, những công nghệ ở trên chiếc đầu này à, Giúp cho vấn đề chúng ta chọn bài hát nhanh hơn quý vị này Rồi rất nhiều tính năng à, truy cập vào Youtube, à, tốc độ loát nhanh Rồi khi chúng ta hát à, chúng ta không bị quảng cáo Rồi chip giải mã âm thanh à, chúng ta nghe sẽ hay hơn rất là nhiều So với à, vấn đề chúng ta à, sử dụng cái nguồn nhạc à, miễn phí, free trên À, những ứng dụng YouTube từ à, những chiếc TV thông minh. Vậy thì điều gì à, mà khiến cho các chủ doanh nghiệp, à, những chủ nhà hàng kinh doanh karaoke phải lựa chọn à, những mẫu đầu à, lên màn hình đến từ BTE hay là những cái mẫu đầu karaoke à, đến từ thương hiệu BTE này? Và với những quý vị nào chúng ta có điều kiện, chẳng hạn à, chắc chắn rằng khi quý vị à, bỏ ra một số tiền nhất định, chúng ta mua một chiếc đầu ở BTE E688 này chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ được rất nhiều thứ ở trên à, chiếc đầu này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng đánh giá chi tiết nha, tất cả những cái tính năng có trên chiếc đầu liền màn e 688 này. Với cái đầu này thì chúng ta rất là tiện lợi nha quý vị. chúng ta chỉ cần sử dụng mỗi một cái màn này thôi. À bởi vì nó đã tích hợp hết toàn bộ cái hệ thống ổ cứng quý vị này, rồi hệ thống main tất cả đều là hai trong một luôn. Và chúng ta không bị dây dợ lằng nhằng phức tạp rối rắm như khi chúng ta sử dụng rồi nha mọi người. Vậy thì với một cái thế hệ đầu mới này của BTE thì quan trường đánh giá rất cao về cái chiếc đầu E688 này nha mọi người. Trước tiên là về giao diện của BTE thì gần như với cái phiên bản mới này chúng ta thấy lột xác hoàn toàn so với những cái phiên bản trước. Giao diện rất dễ nhìn, rất dễ chọn. Chúng ta sẽ thấy đây, giao diện chính của BTE thì có một chọn bài hát quý vị này. Rồi hát nhạc online không bị quảng cáo này thể loại này, ca sĩ và à, bài hát mới rất là tiện nha mọi người và trên cái đầu karaoke này thì nó à, tích hợp cái tính năng à, chúng ta có thể sử dụng à, sóng wi-fi nha mọi người sử dụng sóng wi-fi để kết nối với cái hệ thống mạng à, lan của nhà quý vị chúng ta thể hát trực tuyến được qua à, không dây hoặc chúng ta muốn sự ổn định hơn thì quý vị sẽ à, sử dụng có dây và trên cái à, đầu liền màn này thì à nhà tích hợp có rất nhiều uh, những cái ứng dụng mới uh, để cho chúng ta sử dụng. Ví dụ như quý vị gõ vào phần chọn bài quý vị này, bài hát này. Đó, chúng ta sẽ thấy được uh, có nhạc ở trong hệ thống ổ cứng HD nha mọi người. Và đây là cái đầu à uh, 4TB hoặc có chúng ta thể chọn uh, dung lượng 6TB. Đó nó chỉ khác nhau về dung lượng ổ cứng thôi. Và với cái giao diện này thì chúng ta thấy rằng là được tích hợp uh, cả YouTube quý vị này. Đó, hệ thống YouTube ở trên à, chiếc đầu E688 này và quang trường đang kết nối ở à, không dây nha mọi người đây quang trường đang kết nối không dây à, với cái hệ thống wifi của trường thành audio và chúng ta có thể sử dụng ở sau cloud nha mọi người à, dữ liệu nhạc ở sau cloud đó của BTE là một trong những cái điểm cộng rất là lớn rồi đến ở à, mid cloud nha mọi người có rất nhiều ở những bản nhạc Vinahow quý vị này đó rất nhiều bản nhạc Việt mid này rồi adm đó, cực kỳ hot và điều quan trọng nhất à, trên một chiếc đầu này à, đó chính là cái chất lượng phai à, nhà nha mọi người à, trưởng thành euro đánh giá rất là cao à, cái mẫu này bởi vì à, nó được à, xây dựng lại toàn bộ à, design thiết kế nha quý vị đến à, phần mềm của hệ thống sử dụng rất là mượt mà rất là trơn tru và cái hệ thống phần cứng à, đến chip giải mã trên chiếc đầu này À, chúng tôi đánh giá cái chất lượng nhạc của BTE ở à, đời E688 này, à, nó cho ra cái chất lượng nhạc beat cực kỳ hay và chân thật, nha mọi người. Đó à, đây là một cái điểm cộng rất là lớn bởi vì à, khi chúng ta có một cái hệ thống à, karaoke kinh doanh chẳng hạn, một hệ thống loa mà trị giá khoảng vài trăm triệu, mà chúng ta sử dụng một cái chất lượng ở à, nhạc beat nó kém, thì dĩ nhiên là cái hiệu quả của quý vị đầu tư à, nó sẽ không cao và cái tốc độ ở à, truy cập rất là mượt mà à, khi chúng ta sử dụng online nha mọi người ví dụ như đây là wifi của trường thái Audio thì chúng tôi sử dụng cái gói gọi là gia đình thôi thì ví dụ quý vị chọn cái bài đoạn cuối tình yêu này chẳng hạn này đó, sau đó thì chúng ta sẽ gõ màn hình này à, quý vị thấy không nó loát nó loát rất là nhanh à, mặc dù đây là chúng tôi sử dụng cái gói ở đường truyền wifi ở mức độ trung bình thôi công sở thôi chứ không phải là những cái gói quý vị kinh doanh nha những gói kinh doanh thì chúng ta sẽ sử dụng tốc độ còn khủng khiếp hơn nữa rất là nhiều và trên cái đầu này thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều cái tính năng ở trên này nha mọi người Đây, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những cái tính năng ở trên này ví dụ như là chúng ta à, tăng giảm âm lượng quý vị này đó chúng ta tùy chỉnh âm lượng này rồi tách lời bài hát này rồi tạm dừng này đó, phát lại bài hát qua bài hay chúng ta xem những bài đã chọn ở bên này à, rất là dễ qua trường đánh giá đây có lẽ là một trong những cái giao diện uh, thông minh nhất hiện nay, dễ sử dụng nhất hiện nay uh, so với các cái hãng uh, đầu khác trên thị trường, nha mọi người. Và cái điểm cộng ở cái hệ thống đầu BTE này đó chính là uh, khi quý vị vào trên uh, online, uh, quý vị nghe nhạc này hoặc hát karaoke uh, sẽ không bị quảng cáo làm phiền, nha mọi người. Và cái chất lượng nhạc. À, khi chúng ta hát karaoke hoặc à, quý vị nghe nhạc qua cái hệ thống của đầu E688 này thì nó lọc cái chất tiếng nó hay hơn nó sạch hơn à, so với quý vị nghe từ điện thoại hay là nghe từ tivi nha. Ví dụ quý vị thích nghe nhạc chẳng hạn của một ca sĩ nào đó thì quý vị sẽ gõ vào đây. Ví dụ như là quý vị thích nghe của ca sĩ à, Phương Phương Thảo đi nha mọi người. Đó thì chúng ta sẽ à, gõ ở trên đây. Đó, đây quý vị. Thì chúng ta gõ này nó giống như một cái à, máy tính của chúng ta vậy là quý vị chọn là phương phương Thảo chẳng hạn đi đó, đây. Đó. chúng ta sẽ tắt cái chữ karaoke đấy đi nha mọi người và cái này nó rất là hay quý vị có thể sử dụng cái app của nhà sản xuất à, được tích hợp trên hệ thống ios hoặc là android đều được nha đó, sau đó chúng ta vào mục tìm kiếm quý vị sẽ nghe được rất nhiều à, những cái bài hát của Phương Vương Thảo trên này nha mọi người. À, chúng ta chỉ việc sang trang này để chúng ta chọn. Và cái điều đặc biệt là khi mất tiền ở à, sau khi chúng ta dùng phi ở trên à, những cái chiếc tivi à, thông minh của chúng ta thì rõ ràng à, là cái giá trị nó khác nhau hoàn toàn nha quý vị. À, rất là tiện lợi. À, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó. Và chúng ta chỉ cần vào mục đã chọn thôi là chúng ta đã biết vừa nãy chúng ta đã chọn những bài gì. À, đợi anh đến này hoa cũng tàn này ra chiều phối nhỏ à, rất là dễ sử dụng nha quý vị và trong đây thì chúng ta sẽ cài đặt được rất nhiều ở những cái tính năng à, thì có lẽ trường Thành O sẽ à, dành một cái à, clip riêng à, để hướng dẫn cho quý vị và các bạn chúng ta à, biết cách truy cập đấy, và trong cái hệ thống của chiếc đầu à, BTE E688 này để chúng ta cài đặt được rất nhiều những cái tính năng công nghệ mới ở trên cái đầu liền màn này nha mọi người và có trường đánh giá nó rất cao bởi vì À, nó rất là gọn, à, chúng ta không cần phải à, dây dợ lằng nhằng à, nhiều. Đó, đây là một cái điểm cộng rất lớn và chất lượng nhạc beat hay quý vị này, rồi giao diện dễ sử dụng và giá thành rất hợp lý. À, Có lẽ đây là một cái điểm cộng rất rất lớn à, mà chúng tôi đánh giá trên cái à, mẫu đầu BTE à, E688 này. À, vừa rồi thì qua trường đã à, giới thiệu cho quý vị các bạn và rất nhiều cái tính năng à, và cái giao diện trên chiếc đầu À, karaoke liền màn BTE thế hệ mới E688 rất là chi tiết và đặc biệt đây à, là một chiếc đầu karaoke à, rất đáng để quý vị và các bạn chúng ta đầu tư nha cho hệ thống kinh doanh karaoke à, nhà hàng hay là sử dụng à, cho gia đình nếu quý vị có điều kiện kinh tế à, rất là tốt giao diện dễ sử dụng quý vị này có chỉ nhấn bên lại nha giao diện dễ sử dụng này chất lượng âm thanh nhập beat rất là hay à, tốc độ truyền tải à, nhạc online cực kỳ nhanh và cao và có thêm tính năng nữa đó chính là tự động upload những cái bài nhạc mới nhất vậy thì để mua được cái sản phẩm đầu lên màn BTE E688 hàng chính hãng được ưu đãi với mức giá tốt nhất quý vị này rồi nhiều chương trình hậu mãi tốt nhất thị trường thì quý vị hãy truy cập vào website chính thức của Trường Thành Audio nha Trường Thành audio.com và quý vị có thể gọi điện trực tiếp qua hai số hotline chính của chúng tôi à, năm năm và 058 679 tám Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với trường thành audio trong suốt thời gian qua. Quý vị thấy clip hữu ích thì hãy cho chúng tôi xin một like và share kênh. Đặc biệt là nhớ ấn nút subscribe để cập nhật nhiều clip mới hơn nha. Trường thành audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.